Ngoài là bà xã của hoàng tử nhạc pop Justin Bieber, Hailey Bieber còn được mệnh danh là It Girl tầm cỡ của Hollywood. Và trào lưu makeup kiểu Clean Girl siêu viral gần đây cũng nhờ một tay mỹ nhân đình đám lăng xê nhiệt tình. Mỹ nhân này hiện là một trong những ngôi sao trẻ hot nhất showbiz thế giới nhờ visual và gu thời trang chuẩn sang xinh mịn. Với xuất phát điểm là ái nữ gia đình quyền lực có địa vị cao tại Hollywood, Baldwin, Hailey Bieber dễ dàng đặt chân vào làng giải trí với tư cách là người mẫu trẻ đầy triển vọng của làng mốt. Nhờ mối quan hệ thân thiết với gia đình hot nhất lúc bấy giờ, Kardashian Jenner, Hailey được thơm lây và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng như một influencer mới nổi trong kỷ nguyên Snapchat. Mỹ nhân sinh năm 1996, sở hữu ngũ quan vô cùng hài hòa và sắc sảo, từ đôi gò má cao chuẩn high fashion tới đôi mắt nâu hút hồn. Điểm thu hút nhất của Hailey Bieber chính là làn da nâu khỏe khoắn, không tì vết và đặc biệt là siêu glowy. Không những thế, trào lưu makeup kiểu Clean Girl siêu viral 2 năm trở lại đây cũng nhờ một tay mỹ nhân đình đám lăng xê nhiệt tình, chấm dứt thời kỳ full glam từng thống trị xu hướng làm đẹp suốt gần một thập kỷ. Clean Girl mang ý nghĩa là thời trang tối giản và trang điểm tối giản. Điểm đặc trưng của lối makeup siêu hot này là làn da ngăm bóng khỏe, đôi má ửng hồng sun kiss vô cùng đẹp mắt, đôi môi căng mọng với cặp lông mày được chải ngược bằng gel. Nắm bắt được thế mạnh là làn da đã trở thành thương hiệu, Hailey Bieber trình làng brand mỹ phẩm và skincare broad tới các tín đồ làm đẹp, hướng tới giá trị bền vững và đại diện cho phong cách Clean Girl. Một trong những item hot hit nhất của Rose chính là em son dưỡng Peptide Lip Treatment, cũng chính là món bảo bối gắn liền với tên tuổi của Hailey Bieber, giúp đôi môi luôn căng bóng, mọng nước và đầy sức sống. Nhờ chiến lược quảng bá hiện đại và hình ảnh chỉnh chu, Rose vất lên như một hiện tượng trong giới làm đẹp toàn cầu. Hailey Bieber từng được biết đến như bạn thân của hội chị em nhà Kardashian Jenner, nay đã tự khẳng định được bản thân như một biểu tượng thời trang thế hệ mới của làng giải trí thế giới. Mọi nhất cử nhất động, từng lối makeup và outfit của cô đều trở thành trào lưu được săn đón mạnh mẽ, đưa tên tuổi bà xã Justin Bieber lên tầm cỡ It Girl của Hollywood. Gần đây nhất, Hailey Bieber có một bước tiến lớn khi tung ra thị trường sản phẩm má kim son môi, khiến nhiều phái đẹp tò mò liệu có đáng thử không. Các biên tập viên từ Paradise Island là những người có cơ hội trải nghiệm trước sản phẩm này. Họ đều bày tỏ ấn tượng với độ bám của má hồng vì chúng giữ được trên da hầu như là cả ngày. Đặc biệt, chất kem mềm mịn, hòa quyện, dễ tán, đem lại hiệu ứng bóng mẩy đúng như mô tả. Kết cấu thấm nhanh, không để lại bất kỳ vết loang lỗ nào trên da là một điểm cộng rất lớn cho Pocket Plus. Hailey chia sẻ, tiêu chuẩn tôi đặt ra cho má hồng là phải bền màu và mang lại trải nghiệm phải dễ chịu. Tôi thực sự muốn kết cấu và cách nó thấm vào da phải thật nhẹ nhàng. Theo ước tính của Forbes, với tình hình hiện tại, thương hiệu dưỡng da của nữ người mẫu hoàn toàn có thể đạt được mức doanh thu 8 chữ số vào cuối năm nay. Hailey hiện đang bận rộn với công việc kinh doanh khi điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng do mình sáng lập. Ra mắt cách đây 2 năm, Rode của nữ người mẫu 9X từng bị kiện vì tranh chấp bản quyền. Ban đầu, Hailey nộp đơn đăng ký tên Bieber Beauty cho văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Mỹ, nhưng bị từ chối do trùng tên với nhãn hiệu chồng cô đã đăng ký năm 2010. Sau đó, người đẹp đổi sang Dewey Beauty và cũng không được chấp nhận bởi nó gần giống thương hiệu Real House của Justin Bieber. Cuối cùng, cô chọn Rode, tên đệm của cô. Bên cạnh đó, Hailey đang đảm nhận một vai trò lớn hơn trong công việc kinh doanh của chồng Justin Bieber. Trong tất cả những cuộc họp lớn, Hailey đều có mặt và hỗ trợ cho chồng của mình. Hailey hiện đang nắm quyền kiểm soát và tham gia rất nhiều vào các công việc kinh doanh của Justin. Cô ấy là một phần quan trọng trong những buổi họp và phát biểu rất nhiều thay cho nấy. Nguồn tin chia sẻ, cô ấy cũng liên quan tới mọi công việc mà Justin làm. Họ đang dần trở thành một cặp đôi quyền lực.